Và sau đây xin mời bà con mình nghe tiếp theo tập thứ hai của Nhớ về trận chiến trên chiến trường Snow của tác giả Phạm Minh Huyên. Đầu tháng 3 năm 1971, trung đội 61 của tôi được lệnh đi hành quân giữ an ninh cho khu chợ Snow. Chợ Snow nằm ngay cạnh bên phải con đường 13, cách ngã ba Snow khoảng 1 cây số. Nếu đi về hướng Crete, đơn vị chúng tôi đã đi ra giữ an ninh khu chợ này nhiều lần rồi. Nhưng khoảng một vài tuần nay, đã nghe tin có mấy người bị mất tích hoặc đào ngũ, nên đơn vị cũng đã có nút chặn dưới Lộc Ninh để kiểm soát tình trạng này. Khi ra tới khu chợ, tôi đã tập hợp trung đội và ra lệnh cho anh em, không được đi lẻ tẻ, phải đi chung ít nhất từ 2 người trở lên. Phải luôn luôn cầm theo vũ khí khi đi trong khu vực chợ. Cứ mỗi tiếng tôi lại kiểm soát quân số một lần. Trên đường ra chợ, trước khi bước vào khu nhà lòng chợ Snow, sẽ thấy một dãy nhà gạch giống như cửa hàng Depolive, nước ngọt. Những căn nhà này đã bị trúng bom napalm từ năm trước. Sức nóng vài ngàn độ C của bom đã làm cho các vỏ bằng thủy tinh của chai bia và nước ngọt chảy ra như nước. Vỏ chai nóng chảy, chảy xuống phủ cả nền nhà và chảy cả ra ngoài thềm, chảy cả xuống sân đằng trước, trông như một thảm thủy tinh của vỏ bia và vỏ nước ngọt chảy quyện vào nhau. Trong khu chợ có một nhà lồng ở chính giữa, họ bán tạp hóa, mắm muối, tôm khô, bột ngọt, quần áo vải vóc. Khu bên cạnh có nhiều nhà hàng ăn, bán bún, hủ tiếu, mì, vân vân. Snow gần vùng biên giới mà có ngôi chợ tầm cỡ này kể cũng giỏi. Chỉ có ở khu chợ này là thấy có người, cũng cỡ vài trăm người. Cách xa chợ Snow này chừng 2 cây số có một ngôi làng của người Việt Nam. Từ chợ Snow đi về hướng Tây, thấy có con đường đi vào làng, có hàng tre hai bên và có con đường đất chạy ở giữa. Thấp thoáng sau hàng tre là những mái nhà lá. Người Việt tại đây đã đi sang đây làm phô đồng đèn cao su cho người Pháp. Họ đã từ miền Bắc, Trung Việt đến đây. Họ đi cả làng cả xóm. Họ đã đến đây từ những năm 1927-1928. Bao nhiêu đời và bao nhiêu thế hệ đã tiếp nối nhau trên xứ người này. Họ nói được cả 2 ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ Việt là trong gia đình truyền khẩu cho nhau mà thôi. Gặp vài cô gái Việt ở đây, tôi hỏi các cô có muốn về Việt Nam không? Họ trả lời, về làm gì, đâu có ai quen ở bên đó đâu mà về. Thật tội nghiệp cho dân tôi, phân chia tứ tán trên toàn thế giới, lấp ra đi vì chiến tranh loạn lạc, lấp ra đi vì kinh tế như các đồng bào này đây. Mà lạ một điều, khi tôi vào vùng này, tôi thấy toàn phụ nữ và trẻ em thôi. Đàn ông Việt tôi không thấy. Ở ngoài khu chợ Snow thì thấy có đàn ông Miên, nhưng đàn ông Việt thì không thấy. Đời sống người dân Việt ở đây thấy cũng nghèo. Buổi trưa hôm đó, tôi ngồi ăn cơm gạo sấy với thịt hộp. Một bà cụ lưng đã còng, tay dùng một cành cây khô chống làm gậy để đi. Cụ cầm cái chén đi đến tôi, cụ nói, ăn cho con xin miếng cơm. Tôi cầm lấy chén cơm và 2 khoanh thịt cho cụ. Cụ nói, con xin cảm ơn ông. Nói rồi cụ chống gậy bước đi vào khu chợ. Khoảng 4 giờ chiều, tôi nói anh trung đội phó đi kiểm điểm quân số lần chót. Để đến 5 giờ chiều, có xe ra đón về căn cứ. Đi một lúc sau, anh trung đội phó lại trở lại cho tôi biết thiếu mất một người tên là Phát. Từ lâu rồi, tôi vẫn để ý tai Phát này. Anh ta sinh để ở Campuchia, gặp thời dân Miên cắp giùn người Việt. Anh ta phải trở về Việt Nam. Đang trong tuổi quân dịch nên anh ta được miễn dịch 6 tháng. Sau đó, đang đi lính sư đoàn 5 bộ binh. Bên Miên, anh ta làm nghề may cắt quần áo. Khi vào lính Việt Nam, anh ta không thấy hứng thú. Chỉ mong sau, có ngày được về Miên trở lại. Ra khu chợ Snow thường thường, khi về thế nào anh ta cũng có đồ ăn mà dân Miên cho. Không ngờ hôm nay kiểm điểm quân số không có anh ta.
nhưng chỉ không thấy người, còn áo giáp nón sắt súng đạn của anh ta còn để lại. Tôi ra lệnh tiểu đội của anh đi vào khu vực nhà người Miên mà anh chàng này hay đến, coi xem có không. Họ đi trở về và nói không thấy anh ta. 5 giờ chiều, xe GMC của tiểu đoàn đã ra đón. Tôi bàn với anh em. Thôi kệ, mình cứ báo cáo quân số đầy đủ đi, vì có thể tay này trốn về trước để đi tắm hay đi lấy nước không chừng. Nếu không tìm thấy thì sẽ báo tiểu đoàn sau. Chúng tôi về căn cứ, cho người đi tìm, nhưng không thấy anh ta. Tôi nói anh trung đội phó đi báo cho đại đội trưởng là mất tay phát này từ ngoài chợ Snow. Trung Quý Hà dẫn anh trung đội phó lên báo cáo cho tiểu đoàn. Ban hai tiểu đoàn đã gọi từng người lên để lấy lời khai. Cuối cùng là tôi được gọi lên gặp thiếu úy quản trưởng ban hai. Tôi làm bản kiểm điểm xong, thiếu úy quản đem đi trình cho tiểu đoàn trưởng và họp ban chỉ huy tiểu đoàn để quyết định sự việc. Lúc đó đã 9 giờ đêm. Tiểu đoàn trưởng cùng tiểu đoàn phó đi lên trình sự việc cho đại tá chiến đoàn trưởng. Đúng 10 giờ đêm, chiến đoàn trưởng ra lệnh cho tụi tôi là phải đi hành quân ngay. Pháo binh đã bắn trái sáng cho các đơn vị đi kích đêm, hay phòng thủ trên con đường đi ra chợ Snow gỡ mìn, gỡ hàng rào kẽm gai để đơn vị chúng tôi có thể đi được. Riêng trung đội 61 của tôi thì đi theo đại đội 8 trinh sát và hướng dẫn cho trinh sát 8 những khu vực mà tôi đã nghi ngờ từ trước. Đại đội 6 trừ đi bao vây khu chợ Snow, còn trinh sát 8 và tụi tôi đi bao vây khu lạc Việt Nam. Chỉ bao vây thôi, rồi chờ tới 5 giờ sáng, khi Thiết Vận Sao và các đơn vị khác đến tăng cường thêm mới bắt đầu hành động. Lệnh ban ra là bắt tất cả đàn bà, con gái Miên cũng như Việt mang về khu vực nhà thờ Snow để an ninh và ban hai trung đoàn thanh lọc điều tra. Tổng cộng khoảng trên 200 phụ nữ được đưa đi phỏng vấn. Kết cục điều tra khám phá ra một ổ mỹ nhân kế của ba cô gái Việt. Họ có nhiệm vụ lấy tin và bắt người. Riêng anh chàng phát đơn vị tôi thì các cô khai lúc 5 giờ chiều hôm qua đã có người từ trong rừng về mang anh ta đi rồi. Tình hình Snow bắt đầu nặng nề kể từ khoảng giữa tháng 5 năm 1971. Cộng quân khởi sự pháo với những khẩu pháo hạng nặng của họ như 130 ly, 122 ly, 107 ly. Họ bắt đầu pháo vào những căn cứ ở xa bộ chỉ huy, chiến đoàn trước. Họ pháo thật nặng nề vào những căn cứ đó và đơn vị bộ binh của họ cũng tấn xuống gần những căn cứ đó để làm áp lực. Sự phản pháo hay không yểm của phía Việt Nam Cộng Hòa không đủ mạnh để tiêu diệt pháo tầm xa của giặc, nên sau nhiều ngày chịu đựng, những căn cứ đó không chịu nổi phải bỏ chạy. Họ chạy lại gần bộ chỉ huy chiến đoàn hơn là lập căn cứ phòng thủ ở khu vực đó. Cứ phương cách đó, cộng quân đã lần lượt nhổ hết các căn cứ ở xa và dồn cả về vùng quanh căn cứ chiến đoàn. Sau đó, họ quay hướng súng của họ dồn vào bộ chỉ huy chiến đoàn ngày càng nặng. Họ pháo cả ngày lẫn đêm. Điểm lấy nước đã bị chiếm mất. Tình trạng khan hiếm nước đã là vấn đề cấp bách. Những thời gian trước, khi các căn cứ nhỏ còn ở trại rác xa xa, thì pháo binh trong căn cứ thuộc bộ chỉ huy chiến đoàn còn bắn ra yểm trợ ngày đêm. Nhưng từ những ngày gần đây, khi các căn cứ nhỏ phải chạy về đóng quân quanh đây, thì pháo trong căn cứ cũng bớt bắn đi. Hàng ngày phi cơ chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa vẫn lên yểm trợ, đánh phá vào những nơi nghi ngờ đặt pháo tầm xa của chúng. Còn trực thăng võ trang thì đánh phá những vị trí súng phòng không của địch, nhưng không thấy thuyên giảm sức mạnh của phòng không. Các phi cơ của Việt Nam Cộng Hòa rất vất vả với lực lượng phòng không của địch. Mỗi lần lao xuống để đánh bom, họ phải thả trái sáng ra để mong thu hút hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 của địch. Số thương vong của căn cứ ngày càng gia tăng, số phong sâu cuốn, bó sát để trên đại đội phân y. Để trên đại đội quân y chồng chất lên nhau càng ngày càng cao. Trực thăng đáp xuống căn cứ không dễ dàng như trước nữa. Ban đêm thường có phi cơ AC-47, hay còn gọi là Hỏa Long, bay lên bắn yểm trợ, cũng như thả trái sáng ban đêm quanh căn cứ. Bộ binh địch đã bám sát vào gần căn cứ. Ban đêm khi Hỏa Long lên, họ yêu cầu trong căn cứ dùng đạn lửa bắn ra, để cho họ biết hướng nào.
nơi nào mình muốn họ đánh đại bác xuống. Trong căn cứ dùng đại liên bắn đạn lửa về hướng nơi có địch và mong hỏa long đánh vào điểm đó. Lập tức sân pháo không giật 75 ly của địch bắn vào vị trí có khẩu đại liên vừa bắn ra ngay lập tức và rất chính xác, khiến về sau khi hỏa long kêu bắn chỉ điểm, không mấy người dám bắn ra nữa vì bắn ra lập tức bị 75 ly không giật đáp trả liền. Có thể họ đã chiếm lĩnh được cao điểm để ngắm nhìn vào căn cứ rồi. Họ đã dùng cả súng cối tầm ngắn như cối 82 ly để bắn vào căn cứ nữa. Tình hình quá căng thẳng dưới cơn mưa pháo hàng ngày của địch. Lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 5 năm 1971, Bộ Chỉ huy Chiến đoàn đã có cuộc họp để thông báo về tình trạng đang xảy ra. Các sĩ quan từ cấp trung đội trưởng trở lên đều đến dự. Ban ba Bộ Chỉ huy Chiến đoàn đã ban hành lệnh là một cuộc lui binh rút tất cả các đơn vị ra khỏi Snow sẽ được bắt đầu vào ngày mai, tức ngày 31 tháng 5 năm 1971. Về giấc bình chính xác, về giờ giấc chính xác khi nào rút sẽ được thông báo sau. Ban ba còn nói, đơn vị chúng ta phải rút ra, khi rút ra hết khu rừng cao su Snow, thì đã có lữ đoàn 3 kỵ binh và liên đoàn 3 biệt động quân chờ sẵn ở ngoài đó. Ra đến đó họ sẽ an ninh lộ trình cho chúng ta về tới biên giới an toàn. Chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu một đoạn đường khoảng 5 cây số trong rừng cao su. Thôi, bây giờ các anh về để chuẩn bị cho đơn vị những công việc cho ngày mai. Trở về khu vực, tôi cho tập hợp trung đội lại để nói chuyện. Tôi tường thuật lại cho anh em những gì vừa nghe trong buổi họp và tôi nói cho anh em rõ về sự suy nghĩ của, cũng như quyết định của tôi. Các anh em phải chuẩn bị tinh thần. Chúng ta phải đánh, phải chạy từ đây về tới biên giới luôn. Theo sự suy nghĩ của tôi, sẽ không có đơn vị nào giúp chúng ta đâu. Họp xong, các anh em về hầm phải chuẩn bị cho thật nhiều đạn và lựu đạn. Đạn phải nạp sẵn vào băng đạn, càng nhiều càng tốt, vì chúng ta sẽ vừa chạy vừa bắn. Chúng ta sẽ không có thời gian nạp đạn đâu. Từ đây về đến biên giới, các anh phải nhìn tôi mà chạy. Tôi sẽ không còn giờ để hò hét anh em nữa đâu. Trong khi chạy, ai có thân người, tự nấy lo, sẽ không ai cứu vớt được ai. Các anh em phải cầu nguyện xin ơn trên phù trì, cho từng người chúng ta bình an mà thôi. Thôi, anh em về chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tức 31 tháng 5 1971, từ khoảng sau 5 giờ sáng, tôi đã thấy các chiến xa M41 và tiếp vận xa M113 trục trịch nổ máy ra khỏi cổng căn cứ rồi. Các khẩu pháo cũng được kéo ra ngoài theo xe thiết giáp. Khoảng sau 7 giờ sáng, các xe cơ giới đã ra ngoài hết rồi. Trong căn cứ còn lại toàn bộ binh không. Chúng tôi cũng vẫn còn nằm trong các hầm phòng thủ và chờ lệnh. Trời đã sáng rõ, mặt trời đã lên cao, địch vẫn pháo kích vào căn cứ. Nhưng tôi thấy dường như phía con đường ngoài cổng chúng pháo coi bộ nặng hơn. Có lẽ chúng muốn chặn để cho tụi tôi rút ra không được. Khoảng 10 giờ sáng, trong khi địch vẫn đang pháo, tôi thấy một trực thăng đáp xuống gần vị trí pháo binh đặt hôm trước. Phi cơ đáp xuống thật nhanh, bụi đỏ bay lên mù mịt, rồi phi cơ bóc bay lên ngay. Từ xa nhìn lại, tôi chỉ thấy thế, không thể thấy có ai lên hay xuống gì không. Khoảng 11 giờ sáng, đơn vị tôi được lệnh chuẩn bị rút ra, vì trung đội tôi nằm gần cổng căn cứ về hướng nam, nên khi rút ra phải đi vòng vào bên trong, không đi ra cổng chính được, phải đi vòng qua hướng đại đội quân y. Đi đến đây, tôi còn thấy cả đống phong xô cả trên 20 bó, đã cúng xác người còn để đó. Chúng tôi đi ra ngoài bằng cách phá hàng rào phòng thủ, đâm ngang qua con đường ở hướng tây căn cứ, trên đường rút ra, qua khu hàng rào và ra bên ngoài hàng rào. Cũng thấy đã có mấy anh em nằm chết vì đạn pháo. Không khí trở nên căng thẳng. Chúng tôi được lệnh giữ im lặng vô tuyến. Đơn vị đi sau thì phải nhìn đơn vị đi trước. Họ tra dấu cho mà đi theo. Đang đi thì địch pháo kích. Chúng tôi nằm dạt xuống đất chờ đạn nổ. Khi trái đạn đã nổ rồi, chúng tôi đứng lên thì đã mất dấu người đi trước. Ra đến một ngã ba đường mòn của rừng cao su, tôi không biết nên đi hướng nào. Cuối cùng tôi quyết định đi thẳng. Đi thẳng chừng trên 100 mét thì đụng phi trường đất đỏ của đồn điền cao su Snow. Tôi thò đầu ngó ra phi đạo thì thấy trống vắng. Bên kia bờ phi đạo giáp với rừng cao su
thì thấy các chiến xa M41 nằm án ngữ tại đó. Các họng súng đại bác của chiến xa đều hướng về phía đông, nghĩa là về phía của bộ chỉ huy chiến đoàn. Sợ họ bắn lầm, tôi lấy vải đỏ buộc lên đầu súng M16. Tôi ngoắc ngoắc cho họ thấy. Họ đã thấy chúng tôi. Họ ra hiệu cho chúng tôi bước sang phía họ. Sang đến chỗ chi đoàn M41 án ngữ. Họ hỏi tôi sao đi đường này. Tôi nói tôi bị mất dấu đơn vị khi trước khi địch đang pháo kích. Họ hỏi đơn vị và họ liên lạc với ban chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 8. Họ đưa máy cho tôi nói chuyện với tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 8. Đại úy Tín chửi rủa tôi một chập. Tôi nói, bây giờ 72 tính sao hay là 72 muốn tôi kéo quân ngược xuống dưới đó? Đại úy Tín trả lời, thôi mày ở đó chờ tao, tao lên đến nơi bây giờ. Như vậy là tôi đã đang ở phía trước của đoàn lui binh. Trong khu rừng cao su kia chưa có đoàn quân nào di chuyển cả. Đứng chung với chiến xa M41 khoảng 15 phút. Thì đầu đoàn quân đã lên đến đây. Đi đầu là toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 8. Và người đi đầu tiên lại là đại úy tiểu đoàn trưởng của tôi. Tôi bước ra gặp ông. Ông nói, mẹ thôi đi đi. Tôi trả lời ok và ngoắc tay cho đơn vị tôi đi đầu đoàn quân luôn. Các chiến xa bây giờ bắt đầu di chuyển. Họ không án ngữ phi trường đất đỏ nữa mà đi ra sát hàng cây cao su mé ngoài cùng. Bên phía trái ngoài kia là con đường 13. Tất cả các mũi súng của họ đều quay qua phía trái. Trên đường quốc lộ 13 không có đơn vị nào đi trên đó. Vì công binh đã báo cáo là cộng quân đã gài mìn rất nhiều. Mìn gài dày đặc suốt con đường này luôn. Đoàn quân hướng về phía biên giới, đi theo đội hình. Bộ binh canh mặt phải tức phía trong rừng, chiến xa và thiết vận xa thì canh chừng phía trái. Tình hình rất tốt đẹp. Chỉ còn chừng nửa cây số nữa là hết khu rừng cao su Snow. Trung đội tôi vẫn đi đầu, đằng sau là ban chỉ huy tiểu đoàn. Đi thêm chừng 200 mét, thì hết rừng cao su Snow. Chúng tôi không thấy dấu hiệu gì của đoàn quân tăng viện chờ đón, như sĩ quan văn ba chiến đoàn đã thông báo trong buổi họp chiều hôm qua. Chúng tôi vẫn tiến bước, bỗng những người lính đi đầu đoàn của chúng tôi la lên. Việt Cộng xuất hiện, chúng chặn đầu chúng ta. Tôi chạy lên quan sát, trên kia là con suối cạn, con suối như lằn ranh đánh dấu bìa rừng giữa rừng già và rừng cao su. Trong kia xa, cách chừng 200 mét về phía tay phải, có một xóm nhà mái ngói đỏ, độ chừng trên 10 căn. Việt Cộng từ trong đó lấp xấp dưới lạch suối chạy ra, chúng tôi bắn trả vào khu vực trước mặt. Tôi quay lại, báo cáo cho tiểu đoàn trưởng hay, ông chấm tọa độ gọi phi cơ bay lên yểm trợ. Ngay chỗ này, đoàn quân bị khẩn lại. Địch bắt đầu pháo trên đầu chúng tôi. Tôi nghĩ thầm. Chết rồi, chúng lựa chỗ này làm trận địa pháo rồi. Pháo địch nổ chạm cành cây, gãy rớt xuống rào rào. Nhiều người trúng đạn pháo thấy lòi ruột ra ngoài. Tôi gọi mấy người lính của tôi ngồi sát xuống góc cao su để tránh pháo. Đồng thời vẫn bắn qua bên kia bờ suối cạn. Ngó về phía sau, đoàn quân phía sau vẫn dọc lên phía trước. Các đơn vị trộn vào nhau. Tôi thấy cả chiến xa, thiết vận xa. Xe KMC kéo pháo. Pháo 155 ly, pháo 105 ly xen kẽ, dòng cục vào nhau. Đúng như câu thường nói, quân hồi vô phèn là đây, ngay chỗ này. Đại úy tiểu đoàn trưởng bảo tôi, sau khi phi cơ đánh bom xong thì chạy vượt qua con suối cạn. Ít phút sau, có hai phi tuần nhào vào đánh bom trong khu nhà ngói đỏ. Bom đánh xong, khu nhà ngói đỏ bốc cháy dữ dội. Tôi hô xung phong chạy qua con suối cạn để đi tiếp. Tuy là suối cạn, nhưng độ sâu khoảng hơn 1 mét, bề rộng khoảng 4-5 mét. Các chiến xa và cơ giới họ không thể băng ngang được, nên đến đây họ phải quẹo để lên đường quốc lộ 13 để đi. Họ vừa lên đường là xe bị cán mìn bốc cháy. Xe chạy sau thấy vậy chạy lách qua xe đang cháy để đi. Lách qua đi thêm một đoạn họ lại cán mìn bốc cháy. Và tôi thấy nhiều xe như vậy. Tôi cũng thấy có xe đi thoát, trên xe chở đầy người. Riêng tôi chạy bộ được trên một cây số kể từ khi thoát qua con suối cạn. Tôi vừa chạy vừa bắn vào những lùm cây trước mặt, chạy được thêm một khoảng nữa, thì có một xe 113 dừng lại. Tôi cố ráng leo lên, vì trên xe đã đầy người. Xe chạy về đến căn cứ số 3 ở đồi 100 thì dừng lại, vì lệnh của sư đoàn ban ra là không cho đi nữa.
Bất cứ giá nào cũng phải dừng lại tại căn cứ này. Qua đêm tại đây vì trời bắt đầu tối rồi. Từ căn cứ này về biên giới với Lộc Ninh chỉ còn 5 cây số nữa thôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ một chút. Bước vào căn cứ này tôi không còn hơi sức để ngó vòng quanh. Tôi tìm một chỗ nghỉ, ngồi bệt xuống đất. Dựa lưng vào bánh xe của một xe KMC, tôi làm một giấc. Khoảng 9 giờ tối thì trời đổ cơn mưa. Tôi lấy phong xô mặc vào người, lấy nón sắt để dưới mông ngồi cho cao lên một chút. Trận mưa lớn quá, nước ở đâu mà nhiều thế. Vẫn trong tư thế ngủ ngồi như vậy. Khi tôi thức giấc thì đã hơn 5 giờ sáng rồi. Tôi đã cảm thấy khỏe khoắn sau giấc ngủ. Có mưa rừng đổ nước xuống như thác. Trời còn chưa tỏ, tôi ráng ngồi thêm một tí chút. Khi tôi đứng lên thì đã là 6 giờ sáng. Đang gấp tấm phong xô, tôi sực nhớ đến bổn phận của tôi là một trung đội trưởng. Tôi đưa mắt vòng quanh tìm kiếm anh em trung đội tôi. Ồ, đây rồi, 1, 2, 3, 4, 5 người. Tôi mừng rỡ gọi họ đến. Họ đến gần tôi và nói, ông thầy chạy lẹ quá làm tụi tôi chạy theo muốn học hơi. Thì tôi đã nói rồi còn gì, trận rút lui này nó như thế đó. Thôi, đi tìm coi mình còn được mấy anh em. Cuối cùng trung đội tôi còn được 10 người về đến đây, đau thương quá. Đúng lúc đó thì đại quý Tính tiểu đoàn trưởng và đại quý Hải tiểu đoàn phó đi đến chỗ tôi đang đứng. Đại quý Tính nói, đại đội 6 của mày chỉ còn có mình mày là sĩ quan thôi. Tao trao cho mày quyền xử lý đại đội trưởng đại đội 6 từ bây giờ khi về lại Lai Khê rồi tính lại. Tôi đi quy tụ gom tất cả anh em thuộc đại đội 6 lại, đến thấy còn được 23 người. Một máy PRC-25, hai cây M79 không có cây đại liên hay súng cối gì cả. Toàn tiểu đoàn 2, trung đoàn 8 về đến đây còn khoảng 90 người. Sau đó tôi đi ra ngoài hàng rào, nhìn xuống chân đồi. Trời ơi, một khung cảnh quá đau thương hiện ra trước mắt. Chân đồi là vũng trũng, những quân nhân chạy từ trên snow về đây. Họ đã bị thương, họ đã bị kiệt sức vì quá mệt. Chạy về đến đây, gặp cơn mưa quá lớn tối hôm qua. Họ bị mất máu, họ chết nằm trong vũng nước trũng. Xác họ bị ngập trong nước. Người nằm nghiêng, người nằm sấp, người nằm ngửa. Các xác chết đều nước da tái nhợt, họ nằm chết la liệt rải rác trên đường, xa xa kia cũng có. Tôi kêu anh em đi phụ gom xác đồng đội, gom chỗ nào có thể gom được. Anh em đã gom xác về chất lên ba xe vận tải thật là đầy. Lệnh sư đoàn ban ra là không được khởi hành để đi về, phải chờ cho lữ đoàn 3 kỵ binh và liên đoàn 3 biệt động quân lên đến nơi. Bắt tay được rồi mới được đi. Chúng tôi lại phải chờ. Nghe tin địch đang kéo quân từ Snow xuống để truy kích chúng tôi. Một chập sau thì thấy có bốn phi tuần phản lực lên đánh bom, đánh cách xa căn cứ đồi 100 này chừng nửa cây số. Đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6 1971, thì đoàn quân của Lữ đoàn 3 kỵ binh và Liên đoàn 3 biệt động quân Tùng Thiết mới đến nơi. Họ rải chiến xa và biệt động quân ở hai bên đường đi, làm an ninh lộ trình cho chúng tôi rút về. Khoảng 12 giờ 30 trưa, chúng tôi lên xe để về. Đại đội 6 khi ra đi cần tới 4 xe KMC, mà hôm nay về chỉ cần một xe KMC là đủ cho 23 người rồi. Trên đường về biên giới, địch cũng có pháo theo trên đường, cũng có xe bị trúng pháo khi về đến đây. Còn khoảng chừng 700 mét nữa là đến biên giới Lộc Ninh. Chúng tôi thấy có đoàn quay phim với máy quay, máy chụp hình đứng bên vệ đường. Họ mặc quân phục sạch sẽ và giày nhà binh bóng loáng, đứng bên đường đưa tay vẫy vẫy chào đón chúng tôi. Kết luận: sau khi chiến đoàn 8 bộ binh đã rút về vùng Snow được bỏ ngỏ hoàn toàn, nhớ lại năm 1970, với sự hậu thuẫn, yểm trợ tích cực về mọi mặt của quân đội Hoa Kỳ, quân ta đã tiến công như thấy chẻ tre, đã dồn địch vào thế chỉ biết chạy và chạy. Chúng bỏ cả chiến khu C, chiến khu D mà chạy. Củ Chi, Phú Hòa Đông, Thành Đồng, Tổ quốc không còn là chốn nương thân cho con cái của bác và đảng. Mật khu Tam Giác Sắt đã bị quân ta quần cho nhão ra như bún. Bác và đảng, Trung ương Cục Mặt trận Giải phóng miền Nam, như một bọn homeless. Không có đất cắm dùi, không có chỗ nương thân. Chứ đừng nói đến thủ đô vớ vẩn. Năm 1970, chúng bồng bế nhau chạy qua Snow, lợi dụng thế nước trung lập của Nguyên, chúng ẩn náu cho qua ngày. Nào ngờ quân ta đánh qua Snow.
Trung ương cục phải dắt díu nhau chạy lên tận Crete để ẩn náu. Thế tấn công của ta đang mạnh mẽ. Đầu năm 1971, tướng Đậu Cao Trí tử nạn phi cơ trong nghi vấn. Cục diện cuộc chiến thay đổi từ đó. Snow đang công thành thủ, đang thắng thành bại. Biết trả lời sao khi mình không phải là người đi cờ trong bàn cờ thế giới. Mình chỉ nhìn thấy đau xót cho thân phận mình. Nếu Snow không bị bỏ ngỏ cả năm trời, từ tháng 5 năm 1971 đến tháng 4 năm 1972, thì đâu có xảy ra mất Lộc Ninh rồi An Lộc bị đau khổ như sau này. Nguyện cầu cho hương linh các tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa được yên nghỉ muôn đời. Tác giả Phạm Minh Huyên, ngày 4 tháng 8 năm 2021, cựu trung đội trưởng trung đội 61, tiểu đoàn 2, trung đoàn 8, sư đoàn 5 bộ binh, viết lại để tưởng nhớ về trận chiến Snow năm 1971. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.